Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu dấu hiệu thiếu hụt vitamin B12 là gì và làm thế nào để bổ sung cho nó hợp lý. Nếu các bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay và hiểu một cách khái quát nhất các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nào. Phần đầu tiên, dấu hiệu thiếu hụt vitamin B12 là gì? Thì có rất nhiều những cái dấu hiệu báo hiệu rằng cơ thể của chúng ta đang thiếu hụt vitamin B12. Thì Trang có thể chia sẻ một vài những cái dấu hiệu điển hình bạn nha. Khi làm mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt. Người thiếu vitamin B12 thường gặp những cái triệu chứng như là mệt mỏi, chóng mặt, suy nhược cơ thể. Nguyên nhân là do thiếu vitamin B12 dẫn đến sự sa sút số lượng tế bào hồng cầu, khiến cho việc vận chuyển oxy nó cũng bị ảnh hưởng. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy là cái người đó cứ lờ đờ, mệt mỏi, thậm chí là bị kiệt sức. Thì những triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với việc là căng thẳng hay là làm việc quá sức hoặc là thiếu ngủ. Nhầm lẫn thì chúng ta bỏ qua và để lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người nha. Thì đó là dấu hiệu đầu tiên. Tiếp đến, mọi người sẽ cảm thấy khó thở, tim đập nhanh. Thiếu hụt vitamin B12 có thể khiến cho bạn cảm thấy khó thở khi mà chúng ta hoạt động một cách gắng sức. Nguyên nhân là do những cái dưỡng chất này đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc sản xuất hemoglobin, một loại protein giúp vận chuyển oxy đi khắp nơi trong cơ thể. Thì khi thiếu vitamin B12, cái lượng hemoglobin nó cũng sẽ giảm đi, dẫn đến cái lưu lượng oxy đến các mô nó cũng bị suy giảm và nó gây nên cái tình trạng thiếu máu, từ đó dẫn đến khó thở và tim đập nhanh. Tổn thương thần kinh, cảm thấy tê bì chân tay nữa. Thì vitamin B12 giữ một vai trò thiết yếu trong việc hình thành myelin, là cái lớp vỏ màu trắng bao quanh các sợi dây thần kinh đó các bạn nha. Nó giúp tăng tốc độ dẫn truyền giữa các xung thần kinh. Do đó khi mà cơ thể của chúng ta thiếu hụt vitamin B12, các tế bào thần kinh cũng có thể bị suy yếu dần và dẫn đến triệu chứng là tê bì ở chân và tay. Nghiêm trọng hơn, điều này có thể dẫn đến thoái hóa tủy sống nha. Mô não, dây thần kinh thị giác và các dây thần kinh ngoại biên. Da tái nhợt. Thì ở những người bị thiếu hụt vitamin B12, bạn nhìn kỹ xem, bạn thấy da của người đó nó tái nhợt hoặc là cái trọc trắng ở mắt nó bị vàng vàng. Điều này có nghĩa là việc sản xuất hồng cầu không đúng cách và gây nên cái tình trạng thiếu máu megaloblastic. Trong đó các huyết sắc tố đó nó phát triển lớn hơn so với bình thường, không thể phân chia và nó dễ vỡ. Kết quả là số lượng hồng cầu lưu thông trong máu nó bị giảm, khiến cho da trở nên nhợt nhạt, người xanh xao đó. Bị sưng và viêm lưỡi nữa. Một trong những cái triệu chứng thiếu hụt vitamin B12 bạn cũng có thể kể đến và dễ nhận thấy chính là viêm lưỡi và các biểu hiện ở lưỡi, làm cho lưỡi nó trở nên đỏ hơn, mềm và dễ sưng đau hơn á. Giảm thị lực. Bình thường nói tới thị lực thì chúng ta nghĩ tới vitamin A đúng không ạ? Nhưng mà thiếu vitamin B12 cũng là một trong những cái nguyên nhân then chốt dẫn đến những cái chức năng ở các dây thần kinh khi bị thiếu hụt vitamin B12 các bạn nhé, nó có thể ảnh hưởng đến thần kinh thị giác nữa và nó cũng gây nên cái tình trạng là giảm thị lực. Cũng có thể dẫn đến trường hợp chán ăn hay là rối loạn về tiêu hóa nữa. Thiếu vitamin B12 là một trong những cái nguyên nhân gây ra những cái vấn đề về tiêu hóa như là tiêu chảy, táo bón, đầy hơi, chán ăn. Khi mà hàm lượng vitamin B12 thấp, hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa nó sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, cái tình trạng rối loạn tiêu hóa này có thể trở thành mãn tính nếu như không được điều trị mọi người nha. Thì nó cũng nguy hiểm đúng không ạ? Cũng có thể dẫn đến tình trạng mất trí nhớ hay là trầm cảm.
Cái này thì nặng quá rồi đúng không ạ? Nguyên nhân là do sự thiếu hụt này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc sản xuất serotonin có trong não của chúng ta, một chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh và cân bằng cái tâm trạng. Như vậy bạn thấy rằng là thiếu vitamin B12 đã biểu hiện ra rất là nhiều những cái triệu chứng đúng không ạ? Nhưng mà những cái triệu chứng điển hình nhất thì chúng ta thường thấy các bạn ha, còn những cái tiềm ẩn bên trong thì chúng ta sẽ không nào thấy được, như là yếu xương nè, cũng giống như canxi và vitamin D thôi. Vitamin B12 cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nên những cái tế bào tạo xương, thì thiếu nó cũng dẫn đến tình trạng yếu xương, loãng xương thì này bên trong, rồi khi vào xét nghiệm thì chúng ta mới biết được. Còn những cái biểu hiện bên ngoài như là da xanh xao, tái nhợt, người mệt mỏi, yếu sức khi mà chúng ta hoạt động, gắng sức ra, vân vân, thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta thường hay gặp nhất các bạn ha. Và để chính xác thì phải đi xét nghiệm rồi. Phần thứ hai, điều trị thiếu vitamin B12. Nếu như bị thiếu vitamin B12 hay là thiếu máu ác tính đó, hoặc là gặp khó khăn trong việc hấp thụ vitamin B12, thì thường những cái phương pháp điều trị cần là chúng ta sẽ tiêm vitamin B12. Thì bạn có thể tiếp tục bổ sung vitamin B12 uống hoặc là tiêm theo chỉ định của bác sĩ các bạn ha. Nếu như bạn không tiêu thụ được những cái thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, bạn có thể lựa chọn những cái phương pháp khác. Thì bạn có thể thay thế chế độ ăn uống của mình bao gồm những cái loại ngũ cốc để chúng ta tăng cường bổ sung B12, bổ sung bằng việc là uống hoặc là tiêm vitamin B12. Uống hoặc là tiêm thì cái liều nó sẽ tùy thuộc vào từng cái mức độ của cơ thể và bác sĩ sẽ là người chỉ định cho bạn. Còn người lớn tuổi và bị thiếu hụt vitamin B12 thì sẽ bổ sung B12 hàng ngày qua cái việc là sử dụng những cái viên tổng hợp B12 các bạn nha. Thường những người bị tổn thương hệ thần kinh do thiếu vitamin B12 gây ra thì không thể hồi phục được mặc dù bạn đã bổ sung. Khi nó đã tổn thương thành mãn tính rồi thì không thể nào hồi phục lại như ban đầu được đâu mọi người ha. Cho nên ngay từ bây giờ thì chúng ta nên phòng ngừa để hạn chế việc thiếu hụt vitamin B12. Và phòng ngừa như thế nào sẽ đồng hành cùng với Trang ở phần thứ ba, phòng ngừa thiếu hụt vitamin B12. Thì hầu hết mọi người có thể nhận đủ cái lượng vitamin B12 mà cơ thể cần bằng cách là chúng ta sẽ ăn đủ thịt, thịt bè, thịt từ những cái loại động vật như là thịt gia cầm, thịt heo, thịt bò, các loại hải sản hay là những cái sản phẩm từ sữa và trứng, là trừ những cái trường hợp chúng ta không ăn được hay là ăn chay thôi mọi người khác. Nếu như không ăn được những cái sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoặc là bạn gặp vấn đề về sức khỏe khi mà chúng ta hấp thụ những cái chất dinh dưỡng này nó trở nên khó khăn hơn á, thì việc bổ sung B12 thì thông qua những cái thực phẩm tổng hợp hoặc là những cái chất bổ sung khác các bạn nha. Nếu như bạn quyết định bổ sung vitamin B12 thì bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ các bạn ha, để đảm bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ những cái loại thuốc mà bạn đang sử dụng hoặc là nó không gây cản trở cho sức khỏe của các bạn. Bởi vì không phải ai cũng bổ sung vitamin B12 một cách tự ý, tự phát được đâu mọi người ha. Những cái trường hợp mà bạn có bệnh mãn tính trong người, bạn bổ sung vào nó làm cho những cái tế bào ung thư đó nó phát triển nhiều hơn rồi sao? Cho nên là phải bổ sung theo chỉ định của bác sĩ để an toàn và tốt nhất. Thì ở trong cái video này thì Trang chỉ chia sẻ những cái kiến thức nền tảng thôi để cho mọi người thấy là khi thiếu hụt vitamin B12 nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài như thế nào. Và để biết chính xác hơn nữa thì chúng ta phải đi thăm khám mọi người nha. Nếu các bạn yêu thích những cái kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang ha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.